Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng được coi là một biện pháp đặc hiệu để phòng các bệnh truyền nhiễm. Trên thực tế, đã có rất nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được khống chế thành công nhờ vaccine. Tuy nhiên, phương pháp phòng bệnh này lại đang gây không ít lo ngại cho người dân, do mới đây lại có thêm những trường hợp trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine. Cần phải khẳng định, biến chứng sau khi tiêm chủng là có, thậm chí có nhiều biến chứng rất nguy hiểm, song chúng lại không được các bậc phụ huynh và cả nhân viên y tế đề phòng đến nơi đến chốn. Hôm nay, theo lịch tiêm chủng, chị Vũ Thị Lành đưa con gái đi tiêm mũi vaccine phòng bệnh sởi tại phòng tiêm chủng vaccine của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội. Mọi thủ tục trước tiêm đều được tiến hành cực kỳ nhanh, gọn. Không những thế, tiêm xong là có thể được về luôn. Khi hôm nào mà bác sĩ bảo là bé mũi tiêm hôm nay bé phải đợi 30 phút mới được về thì mình ngồi lại mình đợi để xem là phản ứng của thuốc của bé như thế nào. Hôm nay thì bé không phải chờ, nhưng mũi thuốc hôm nay thì bé không phải chờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chị Lành khó có thể đọc được những áp phích hướng dẫn quy trình tiêm chủng an toàn này. Chính vì thế mà chị không biết rằng con mình đã bị bỏ qua những công đoạn vô cùng quan trọng khi đi tiêm chủng. Theo cái khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế là theo dõi sức khỏe sau khi tiêm 30 phút để mà mình có thể phòng tránh được những cái phản ứng phụ mạnh sau tiêm chủng để mà có cái xử trí kịp thời tại các cái cơ sở tiêm. Theo cái quyết định 23 của Bộ Y tế là có những cái quy định rất rõ ràng về cái chuyện mà khám phân loại rồi chỉ định. Sau khi khám phân loại và có cái chỉ định rồi thì mình tiến hành mình tiêm. Quy định đã có, song việc khám phân loại trước khi tiêm vaccine gần như đã bị các nhân viên y tế ở đây lãng quên. Có trường hợp, bác sĩ tại bàn khám tư vấn thậm chí không cần biết đến mặt mũi của đối tượng tiêm chủng. Còn người dân mặc nhiên là tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và trách nhiệm của những cán bộ này. Quy trình đây thì là mình vào thì là sẽ có một bác sĩ hướng dẫn mình là hôm nay sẽ tiêm mũi gì. Sau đó thì mình sẽ nộp tiền vào sẽ vào tiêm ngay. Bác sĩ sẽ hỏi xem là cháu có ốm không hoặc là nhìn căn cứ vào biểu hiện của cháu ấy. Và bác sĩ phải thấy là tiêm được thì mới tiêm. Chứ còn đây mình là mình đến tiêm phòng chứ mình không đến khám. Khi các quy trình tiêm chủng đang được rút ngắn, đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra các biến chứng lại càng tăng cao. Nó là rất thấp, những cái phản ứng phụ mạnh sau tiêm, mà nặng nhất là sốc phản vệ, tỷ lệ nó vaccine nói chung nó khoảng độ 1/1000. Còn các phản ứng mà thoáng qua hoặc là phản ứng toàn thân tại chỗ thì nó cũng không phải là nhiều. Những gì diễn ra ở Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trong một ngày bất kỳ mà nhóm phóng viên ghi nhận lại được, có thể không phải là tình trạng chung ở các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Tuy nhiên, cần phải đặt ra câu hỏi, phải chăng do tỷ lệ biến chứng thấp mà công tác tiêm chủng đang được thực hiện rất quả quýt? Tiêm chủng vaccine được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng các bệnh truyền nhiễm do virus. Tuy nhiên hiện tại ở nước ta khi mà người dân vẫn chưa hiểu biết một cách đầy đủ về việc tiêm vaccine thì các quy trình lại đang được nhân viên y tế bỏ qua. Vậy liệu cái phương pháp phòng bệnh này có trở nên bằng thừa?